Mời các bạn đón nghe tiểu thuyết đam mỹ tiên hiệp Ma đạo tổ sư của tác giả Mặc Hương Đồng Khứu tại kênh youtube Kể Chuyện Đêm Khuya. Chương 46 dạo Đồng Nhất Như bị người ta dội một thùng nước lạnh lên đầu, độ cong vô thức dương lên bên khóe môi của Ngụy Vô Tiện cứng lại. Bóng dáng cao lớn đứng dưới cây khô nọ, mặt quay về hướng này. Nếu như trên cổ hắn có một cái đầu, hẳn là đang lặng lặng nhìn chằm chằm vào Ngụy Vô Tiện. Bên đống lửa đằng kia, đám tiểu bối Lam gia cũng trông thấy bóng dáng này, đứa nào cũng dựng tóc gáy, trợn trừng mắt định rút kiếm ra. Ngụy Vô Tiện đặt ngón trỏ trước môi, khẽ xuýt một tiếng. Hắn dùng ánh mắt ra hiệu mọi người, không thể, lắc lắc đầu. Thấy thế, Lam Tư Truy im lặng, đè một nửa trường kiếm đã ra khỏi vỏ của Lam Cảnh Nghi xuống người không đầu kia duỗi tay ra đặt lên thân cây khô vỗ về một hồi dường như đang suy tư điều gì đó lại tựa như đang xác nhận xem đây là vật gì hắn đi tới trước một bước nhỏ ngụy vô tiện thấy rõ hơn nửa người đồ mà thân thể người không đầu này mặc là một cái áo liệm có hơi rách nát đúng là cái áo trên phần thân bọn họ lấy được trong nghĩa địa thường thị mà bên chân người không đầu là một đống vải vụn rải rác có thể miễn cưỡng nhận ra đây là một chiếc túi càn khôn phong ác ngụy vô tiện thầm nghĩ sờ sảy quá vậy mà lại để huynh đệ tốt hợp thân lại rồi tính ra sau khi hắn với lam vong cơ tiến vào nghĩa thành biến cố tới liên tục đã có hơn hai ngày rồi không hợp tấu trong mấy ngày qua đi khắp nơi đến đây hai người cố gắng bổ cứu mới miễn cưỡng áp chế được thế nhưng tứ chi thi thể đã thu gom xong xuôi sức hấp dẫn lẫn nhau giữa chúng tăng lên rất nhiều có lẽ là chúng nó cảm ứng được oán khí của nhau quá muốn hợp lại nên thừa dịp lam vong cơ ra ngoài tuần đêm vội vã lăn qua một bên, phá vỡ túi càn khôn phong ác trói buộc chúng nó, tự động chắp vá thành một bộ thi thể. Chỉ tiếc thi thể này vẫn thiếu mất một bộ phận, hơn nữa lại còn là bộ phận quan trọng nhất. Người không đầu đặt tay lên cổ, sờ bề mặt màu đỏ tươi bị cắt đến bằng bằng phẳng phẳng. Sờ soạn một hồi, Thủy Trung vẫn không sợ được thứ nên có. Như bị sự thật này làm nổi giận, hắn đột nhiên tung một trường ra, nện lên trên cây cây bên cạnh. Thân cây theo tiếng mà nứt, ngụy vô tiện thầm nghĩ. Tính tình còn rất dữ Lam Cảnh Nghi dơ ngang kiếm lên trước người Run giọng nói Này, này là yêu quái gì đây Ngụy Vô Tiện Vừa nghe đã biết là học rốt môn kiến thức cơ bản rồi Yêu là cái gì, quái là cái gì Này rõ ràng là quỷ, sao lại là yêu quái Lam Tư Truy nhỏ giọng nói Mà công tử, người lớn tiếng như vậy Không sợ hắn phát hiện ra người à Ngụy Vô Tiện không sao đâu, ban nãy ta chợt phát hiện Thật ra chúng ta nói chuyện lớn bao nhiêu cũng đều không sao hết Bởi vì hắn không có đầu, không có mắt, không có tai Không nhìn thấy cũng chẳng nghe thấy Không tin, các ngươi cũng la lên thử xem Lam cảnh nghi ngạc nhiên Thật hả, à? ta thử xem Nói xong cậu lập tức la lên hai tiếng thật Nhưng mà vừa la xong Người không đầu kia đột nhiên quay lưng Đi về phía đám tiểu bối Lam ra Chúng thiếu niên hồn phi phách tán Lam cảnh nghi kêu thảm Chẳng phải ngươi nói sẽ không có chuyện gì hay sao Ngụy vô tiện chụm hai tay bên miệng Lớn tiếng nói Không sao thật mà các ngươi xem Ta nói lớn tiếng như thế Hắn cũng có lại đây đâu Nhưng vấn đề ở bên các ngươi không phải vì âm thanh có lớn hay không Mà là ánh lửa Nhiệt Nhiều người lại còn đều là nam Người sống dương khí nặng Hắn không nhìn thấy Không nghe được Nhưng có thể đi về nơi mà hắn cảm thấy náo nhiệt Còn không mau dập tắt lửa Tản ra cả đi làm tư truy vung tay lên Một cơn gió lùa tới dập tắt lửa Cả đám thiếu niên ở trong hoa viên hoang phế Ào ào tản ra Quả nhiên lửa tắt đi Người cũng không tụ tập lại một chỗ Người không đầu này liền đánh mất phương hướng Hắn đứng yên tại chỗ một lúc Mọi người mới vừa thở phào nhẹ nhõm Bỗng nhiên hắn lại di chuyển Hơn nữa còn chính xác không chật chút nào Về hướng một thiếu niên trong đám đó Làm cảnh nghi lại nói Chẳng phải người nói tắt lửa rồi tản ra Sẽ không có gì hay sao Ngụy Vô Tiện không kịp trả lời, nói với thiếu niên kia, chớ lộn xộn. Hắn lựa một cục đá bên chân lên, xoay cổ tay, ném về hướng người không đầu. Cục đá nện vào sống lưng hắn, người không đầu lập tức ngừng bước chân, xoay lưng, điệu bộ cân nhắc, đổi thành đi sang phía Ngụy Vô Tiện ở bên này. Ngụy Vô Tiện rất chậm, rất chậm di chuyển hai bước, vừa vặn sượt qua vai người không đầu mới nặng nề đi tới, nói: "Bảo các ngươi tản ra chứ không có bảo các ngươi chạy loạn, đừng chạy nhanh quá, tu vi của quỷ không đầu này rất cao nếu tốc độ di động quá nhanh cạnh các ngươi sẽ mang theo gió nhẹ cũng sẽ bị hắn phát hiện lam tư truy hình như hắn đang tìm thứ gì đó đang tìm đầu của hắn ư ngụy vô tiện không sai hắn đang tìm đầu của hắn nơi này nhiều người như thế không biết cái nào là của hắn hắn sẽ chặt đầu trên cổ của từng người một xuống giáp lên trên cổ mình nhìn coi có vừa hay không nếu hợp thì tiếp đó sẽ xài một thời gian không hợp thì vứt đi bởi vậy các ngươi phải từ từ mà đi Từ từ mà trốn Tuyệt đối đừng có để hắn bắt được Tưởng tượng tình cảnh đầu của mình Bị bộ hung thi không đầu này ngắt xuống Đầm đìa máu giáp lên trên cổ hắn Chúng thiếu niên tẩm lợ một trận Đồng loạt nhấc tay bảo vệ cổ Bắt đầu chậm, chậm chậm chạy trốn khắp hoa viên Cả đám người cứ như đang chơi Một trò trốn tìm hung hiểm với quỷ không đầu Người bị quỷ bắt được sẽ phải giao nộp đầu mình ra. Ngụy Vô Tiện chắp tay, chậm rãi di chuyển trước tiên, vừa đi vừa quan sát động tác của bộ xác không đầu này, hắn thầm nghĩ, tư thế của huynh đệ tốt có hơi lạ nha, cứ vung nắm tay lung tung, động tác này. Một khi người không đầu nắm được tung tích của thiếu niên nào đó, Ngụy Vô Tiện liền ném một cục đá, rời sự chú ý của hắn, dẫn hắn về phía mình. Làm cảnh nghi nói, chúng ta vẫn cứ đi mãi thế này sao? Ngụy Vô Tiện ngẫm nghĩ đôi lát nói, đương nhiên không phải. Nói xong, hắn lớn tiếng hô: Hàm quang quân, hàm quang quân, hàm quang quân ngươi về rồi chưa, cứu mạng với. Thấy thế, những người khác cũng la lên theo hắn. Trái lại, bộ hung thi không đầu này chẳng nghe thấy tiếng. Người này gào còn thảm thiết hơn người kia, người kia gào còn vang dội hơn người nọ. Chốc lát sau, bóng dáng lam vong cơ thoáng hiện ở cổng vào hoa viên. Đám nhóc con này đều mừng đến phát khóc. Hàm quang quân ngài rốt cuộc cũng về rồi. Lam vong cơ vừa thấy bóng người không đầu kia, hơi ngẩn ra. Ngay sau đó không nói hai lời, tị trần rời vỏ. Người không đầu kia phát ra có một đường kiếm hết sức lợi hại, băng hàn thấu xương kéo tới, lại giơ cánh tay lên vùng vẫy. Ngụy vô tiện thầm nghĩ, lại là động tác đó. Hành động của người không đầu cũng nhanh nhẹn, mạnh mẽ cực kỳ, nhún người nhảy một cái, dịch người né mũi nhọn của tị trần lướt qua sát bên cạnh, trở tay vô một cái, vậy mà cứ thế nắm lấy chuôi kiếm của tị trần. Hắn giơ tị trần kiếm trong tay lên thật cao, dường như muốn kiểm tra vật mình nắm trong tay, nhưng chẳng làm sao được vì hắn không có mắt. Vẻ mặt mọi người đột nhiên thay đổi. Lam Vong Cơ lại không chút cảm xúc, lật đàn cổ ra, cúi đầu cong ngón tay, gẩy dây đàn một cái. Dây đàn rung động, âm đàn tựa như hóa thành một mũi tên nhọn, gió rít xoay tròn, bắn về phía bộ hung thi kia. Người không đầu vung kiếm, chém một nhát, đánh nát dư âm của tiếng đàn. Lam Vong Cơ gẩy một loạt, bảy dây đàn cùng run phát ra âm thanh trong trẻo cao vút tựa như rừng đao mưa kiếm đầy trời hạ xuống đồng thời Nguyễn vô tiện rút sáo trúc ra dùng tiếng sáo sắc bén hỗ trợ cùng dưới sự hỗ trợ hợp kích hùng hổ bức người của sáo và đàn cuối cùng bộ hung thi này cũng ngã xuống nói đúng hơn cũng không phải ngã xuống mà là rời rạc ra tay là tay chân là chân thân là thân rời rạc rơi đầy trên mặt đất toàn lá là úa la vong cơ trở tay thu đàn triệu kiếm vào vỏ cùng đi đến bên những bộ phận đứt đoạn này với ngụy vô tiện cúi đầu liếc mắt nhìn lấy năm chiếc túi cản khôn phong ác hoàn toàn mới xem ra là chuẩn bị phong thi vào túi một lần nữa dường như lam tư truy có chuyện muốn hỏi lam vong cơ nói nghỉ ngơi dù rằng chưa đến giờ hợi nhưng hàm quang quân đã lên tiếng lam tư truy liền không hỏi thêm nữa mà là cung kính nói vâng Nói rồi liền dẫn đám tiểu bối còn lại tìm một chỗ khác trong vườn hoa, nhóm lửa nghỉ ngơi lần nữa. Chỉ còn hai người bên đống xác, Ngụy Vô Tiện ngồi xổm, cầm cánh tay trái kia nhét vào trong túi càn khôn, nhét được một nửa, hắn nói: "Hàm Quang Quân, chỉ còn mỗi cái xương sọ của huynh đệ tốt là chưa tìm được, thế nhưng lần này, tay trái lại không chỉ dẫn phương hướng tiếp theo nữa. Lam Vong Cơ, tay phải cũng không có. Đầu lâu bộ phận quan trọng nhất, nhưng chắc chắn cũng là bộ phận khó tìm nhất." Ngụy Vô Tiện nói, "Không chỉ rõ phương hướng, chẳng lẽ manh mối cứ thế mà đứt mất?" Lặng im chốc lát, Lam Vong Cơ nói, "Không ta đã biết người này là ai ngụy vô tiện người biết rồi la phong cơ chậm rãi gật đầu ngụy vô tiện nói được rồi ta cũng đã biết là ai hắn nhỏ giọng xích phong tôn phải không vừa lúc nãy chơi trốn tìm bộ xác không đầu này vẫn cứ lặp lại một động tác tay nắm khoảng không vung vẩy bổ thẳng chém ngang xem ra rất giống như là đang vung món vũ khí nào đó vừa nhắc tới vũ khí ngụy vô tiện đã nghĩ tới kiếm nhưng chính hắn là người sử dụng kiếm trước đây cũng đã từng giao thủ với không ít danh sĩ dùng kiếm cơ mà xưa giờ chưa từng thấy vị cao thủ nào xài kiếm kiểu ấy cả kiếm là vua của trăm binh người dụng kiếm nói chung đều sẽ chú ý đến mấy phần đoan trang hoặc là mấy phần phóng khoáng dù là kiếm của thích khách trong tàn nhẫn thâm độc cũng cần phải có vài phần linh hoạt Động tác đâm có rất nhiều, mà động tác sử dụng kiếm của người không đầu kia nhìn quá sức nặng nề, khí sát phạt, khí thô bạo quá sâu, không tao nhã, không phong độ chút nào cả. Nhưng nếu như thứ hắn nắm không phải kiếm mà là một cây đao, hơn nữa lại còn là một cây đao rất nặng, sát khí cực lớn, vậy thì sẽ hợp tình hợp lý ngay. Đao và kiếm, khí chất và cách sử dụng đều hoàn toàn không giống. Vũ khí mà người không đầu quen dùng lúc còn sống hẳn là một cây đao đao pháp ác liệt chỉ cầu uy thế không cầu đoan trang tao nhã lúc hắn đang tìm kiếm đầu của mình thì cũng là lúc tìm kiếm vũ khí của bản thân bởi vậy nên hắn mới liên tục lặp lại động tác múa đao còn trở tay nắm lấy tị trần coi thanh kiếm như bội đao của hắn mà dùng hơn nữa lúc lam vong cơ vừa mới nhìn thấy bộ xác không đầu kia rõ ràng là có hình ngẩn ra sau đó mới ra tay xem ra y nhận ra thân phận người này dựa vào thân hình nhất định là lam vong cơ đã từng trông thấy người này rồi hơn nữa còn thấy không ít lần Nên mới có thể nhớ rõ thân hình hắn Mà xích phong tôn nhấp minh quyết Và trạch vu quân Lam Hy Thần Là huynh đệ kết nghĩa Trước đây nhất định là thường hay lui tới Phù hợp với điều kiện này Trước đây thi thể của huynh đệ tốt Bị cắt đứt mỗi thứ một nơi Trên người hắn không có ký hiệu đặc thù kiểu như Bớt lại bị cắt lẻ ra như thế Khó mà phân biệt được nhưng ban nãy, tay chân và phần thân được oán khí tạm thời giãn lại, chắp vá thành một bộ thi thể có thể hành động nhất định là Lam Phong Cơ đã nhìn ra được đầu mối. Thấy Lam Phong Cơ ngầm thừa nhận, Ngụy Vô Tiện lại hỏi, "Chắc chắn mấy phần?" Lam Phong Cơ, "9 phần." Một phần còn lại bảy đầu còn chưa xuất hiện nên không thể xác định, nên làm gì để xác định và nhằm vào ai mà xác định, trong lòng hai người đều nắm chắc rồi. Về sớm không bằng về đúng lúc, sau khi cả đám bọn họ về tới Sơn môn, biết được một tin, gia chủ Thanh Hà Nhiếp thị đến Vân Thâm Bất Chi xứ làm khách. Trước đây Xích Phong Tôn và Trạch Vu Quân vốn là bạn tốt, sau là huynh đệ kết nghĩa. Khi còn bé, Nhiếp Hoài Tăng thường hay đi cùng đại ca đến Vân Thâm Bất chi sứ chơi. Nhưng quy củ Lam gia dườm già bảo thủ, chính gã rất không thích đến. Đến rồi cũng không ai chơi với gã, chỉ có thể nói vài câu với Lam Hy Thần. Chỉ vào mấy tháng hàng năm mà Lam Khải Nhân dạy học, có thật nhiều bạn cùng lứa tụ tập ở đây, gã mới lại tới. Thế nhưng sau khi trưởng thành, đặc biệt là sau khi làm gia chủ, Nhếp hoài tang luôn vì chưa quen với đủ thứ công việc mà bận biểu đến sứt đầu mẻ chán, nhờ vả khắp nơi, đặc biệt là cầu hai vị nghĩa đệ của đại ca. Hôm nay lên kim lân đài nhắm kim quang dao mà khóc lóc kể lể, ngày mai lại đến vân thâm bất chi xứ, ấp áp úng. Dựa vào hai vị đại gia chủ hai nhà kim lam lúc nào cũng làm chỗ dựa cho gã, gã mới miễn miễn cưỡng cưỡng ngồi xuống vị trí gia chủ kia. Lần này không biết gã đến nhà lại là vì chuyện gì nữa ngồi đối diện với lam hy thần trong nhã thất tiếp khách vừa dùng khăn tay lau mồ hôi vừa nhắm vào hắn kẻ khổ cầu cứu lam hy thần nghe rồi nghe rót trà cho gã nói người cực khổ rồi nhiếp hoài tang mệt mỏi dã rời đến cùng cực ta thật sự quá mệt mỏi cuộc sống như thế không biết lúc nào mới đến cuối nếu như đại ca còn sống thì tốt rồi trước nay đều do hắn gánh những việc này ta chẳng cần quản gì cả đại ca trời sinh đã là người nên làm tiên thủ huyện môn Lặng im chốc lát Lam Hy Thần lại chậm rãi nói Đúng vậy nếu như đại ca vẫn còn Nhếp hoài tăng cúi đầu nghịch cây quạt một hồi Tự dễu Mà ta chỉ là Thanh Hà Hỏi một không biết ba Nghe vậy Lam Hy Thần lắc lắc đầu Nghiêng người vỗ vai gã Lúc đang định mở miệng thì có giọng nói ở ngoài Trạch vu quân Hàm quang quân có chuyện quan trọng cần bàn bạc Mời ngài và nhếp tông chủ tới minh thất một chuyến Lam Hy Thần Từ truy hả các ngươi về rồi Vong cơ cũng về rồi à Lam Tư Truy kính cẩn nói Vâng vừa săn đêm trở về sáng nay Không kịp thông báo Lam Hy Thần đứng dậy Đến Minh Thất chuyện gì Còn phải kêu hoài tang nữa Lam Tư Truy Hàm Quang Quân vẫn chưa nói cho ta biết là chuyện gì Chỉ bảo nhất định phải mời ngài và nhiếp tông chủ cùng đi Nhếp hoài tang cũng đứng dậy, lòng lo sợ Không nhịn được lại móc khăn tay trong ngực ra lau mồ hôi liên tục Lao đến khi mặt mày biến thành một màu hồng nhạt mới đi cùng Lam Hy Thần nhắm hướng Minh Thất mà đến. Ngoài Minh Thất không một bóng người, cửa lớn đóng chặt, trước khi bước vào đầu tiên là bọn họ hành lễ với cửa theo thông lệ, sau đó mới đẩy hai cánh cửa gỗ ra. Vừa đẩy cửa ra sắc mặt hai người đều thình lình thay đổi, một bóng người cao to đứng bên trong, mà bóng người này bọn họ đều cực kỳ quen thuộc. Nhiếp Hoài Tang và Lam Hy Thần đồng loạt thất thanh bật thốt lên. Đại ca Chương 47 rào đồng nhị Thế nhưng sau khi khiếp sợ ban đầu qua đi Bọn họ mau chóng chú ý tới Từ cổ trở lên của bóng dáng này Không có bất cứ thứ gì cả Hắn thiếu mất một cái đầu Chẳng qua lúc bọn họ mới vừa bước vào Nơi từ xương bả vai trở lên của bộ thân thể này Đều ẩn trong bóng tối Nên mới không phát giác ra ngay Nhếp hoài tang run lầy bẩy nói Chuyện gì thế này Chuyện gì đã xảy ra Đại ca sao lại ở đây Hy thần ca rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra một hồi lâu sau Lam Hy Thần mới chấn định tâm thần Vong cơ ra đây đi Trong bóng tối Lam Vong cơ lặng lẽ đứng dậy Ngụy Vô Tiện thì đi theo sau y Hai người trao cho nhau một ánh mắt Có em ruột và em kết nghĩa ở đây Phản ứng của bọn họ đã có thể hoàn toàn chứng minh Bộ xác không đầu này Chính là xích phong tôn nhiếp minh quyết Hơn nữa vẻ mặt của nhiếp hoài tang với Lam Hy Thần Đều là hết sức kinh ngạc Không hề có một chút hoảng sợ hay trột dạ xen lẫn bên trong Chuyện Nhếp Minh Quyết bị ngũ mã phân thây Hẳn là không có liên can gì với bọn họ Trừ khi kỹ thuật diễn quá cao siêu Ngụy Vô Tiện nói nhiếp Tông Chủ Ngươi nhìn cho kỹ xem Vị này đúng là đại ca ngươi thật sao Vậy tại sao lúc trước ở trong tế đao đường Ngươi lại không nhận ra chân của hắn nhiếp Hoài Tăng mất bình tĩnh Đây, đây nhất định chính là đại ca ta Ta được hắn chăm lo cho từ bé đây lớn Đại ca thường hay cõng ta Ta quen thuộc bóng lưng của hắn hơn bất cứ ai Sao ta lại nhận sai cho được Người nói hai cái chân lúc trước kia chính là của đại ca ta Chỉ có hai cái chân Sao ta có thể nhận ra gì được Đây rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra Ai cắt chân đại ca ta rồi Còn trôn trong vách tường Còn đầu của hắn đâu Đầu đâu Ngụy vô tiện Đây chính là thứ mà bọn ta đang truy tra mấy ngày nay Lam Hi Thần thì thào Ta chỉ biết các ngươi truy tra một vụ án ngũ mã phân thây Thế nhưng không biết Bị phân thây Vậy mà lại là đại ca tứ chi và phần thân của nhiếp minh quyết đã được ngụy vô tiện dùng kim khâu lại bởi vừa trải qua chút ít xử lý nên tạm thời sẽ không nổi cơn điên lúc này đây hắn chỉ lẳng lặng quay lưng về phía nhiếp hoài tang và lam hy thần đứng giữa minh thất tay của lam hy thần hơi run rẩy nói đầu hắn đâu rồi đầu của đại ca đâu ngụy vô tiện vẫn chưa tìm thấy ban đầu vốn do tay trái của xích phong tôn chỉ dẫn bọn ta đi về các hướng của các bộ phận khác thế nhưng sau khi giáp đến bước này chỉ thiếu một cái đầu Manh mối chặt đứt mắt Cánh tay cũng không chỉ dẫn phương hướng nữa Hiện giờ bọn ta đang suy đoán Kẻ phân thây xích phong tôn nhất định không thoát khỏi liên quan tới cái chết của hắn Có lẽ người này sợ xích phong tôn chết rồi quấy phá Tìm hắn báo thù Nên đã phân thây xác lẫn hồn phách của hắn Đưa đi khắp nơi Mà đầu rất có thể đã giấu ở một nơi cách rất gần Đặt thứ nguy hiểm nhất đã bị khống chế bên cạnh mình Để dễ bè nắm giữ Xin hai vị tông chủ nghĩ lại xem Người như vậy có khả năng là ai nhất Lam Hy Thần nói Đại ca tàu hỏa nhập ma mà chết trên thanh đàm thịnh hội tổ chức ở Thanh Hà. Ngàn người có mặt trông rõ mười mươi. Cái chết của hắn còn có thể liên quan tới ai? Nghe vậy Lam Vong Cơ im lặng không nói. Ngụy vô tiện. Lam Tông Chủ trong lòng ngươi biết. Người tình nghi lớn nhất là ai? Chẳng qua là ngươi từ chối thừa nhận mà thôi. Hai chân của thi thể giấu trong vách tường ở tế đao đường của nhiếp gia. Ta tin người khác có lẽ không biết. Nhưng nghĩa đệ của Sích Phong Tôn nhất định biết tế đao đường là cái gì? lúc bọn ta truy tra đến nghĩa địa lịch dương thường thị từng có một người dùng xương đen che mặt ra tay dành thân thể xích phong tôn với bọn ta người mặt xương này hiểu kiếm pháp của lam gia rõ như lòng bàn tay chỉ có hai loại khả năng một hắn chính là người của lam gia từ nhỏ đã luyện kiếm pháp cô tô lam thị hai hắn không phải người nhà họ lam nhưng hắn hết sức quen thuộc kiếm pháp của nhà các ngươi hoặc là thường xuyên so chiêu luận bàn với người nhà họ lam hoặc là cực kỳ thông minh chỉ cần nhìn qua đã có thể nhớ tất cả chiêu thức và đường kiếm trong minh thất hoàn toàn yên ắng ngụy vô tiện năm đó trong trận chiến xạ dạ nhật liễm phương tôn kim quang giao một mình lẻn vào mật thất kỳ sơn ôn thị học thuộc lòng tất cả địa đồ và tài liệu sao chép lại thông tin truyền về kim lân đài tuyệt đối có thể xem như là người cực kỳ thông minh lam hy thần lập tức nói a giao sẽ không làm như vậy hắn nói các ngươi tra xét án phân thây gặp phải kẻ đảo mộ chuyện xảy ra hẳn là nằm trong tháng này mà trong tháng này hắn vẫn luôn ở với ta thắp đè nói chuyện suốt đêm cùng chuẩn bị thanh đàm thịnh hội trăm nhà của lan lăng kim thị vào tháng sau không cách nào phân thân người đào mộ không thể là hắn được lam vong cơ nếu như sử dụng truyền tống phù cũng là một phương pháp phân thân lam hy thần nói như chém đinh chặt sắt tháng này bọn ta trừ việc chuẩn bị mời đàm hội còn ra ngoài săn đêm mấy tháng sử dụng truyền tống phù xong sẽ tiêu hao lượng lớn linh lực trong một khoảng thời gian không thể sử dụng mà trong lần săn đêm Hắn vẫn luôn luôn biểu hiện rất tốt Ta có thể xác định Hắn tuyệt đối không thể sử dụng truyền tống phù Không nhất định phải là bản thân hắn đi Mà hắn có thể sai khiến người ngoài đến tranh giành thi thể Thuận tiện kéo Lam Hy Thần vào làm chứng không có mặt cho mình Hoặc là Lam Hy Thần đang bịa chuyện Bao che cho Kim Quang Giao Hoặc là đáng sợ hơn nữa Là hắn đang bao che cho hai người bọn họ Nhếp Hoài Tăng nhét khăn vào lòng nói Ấy các ngươi vừa nhắc tới Rồi còn nói là Tam ca sao? Kim Quang Giao là tam đệ mà Nhếp Minh Quyết kết nghĩa. Bởi vậy Nhếp Hoài tang gọi hắn là tam ca. Gã nói, các ngươi đang nghi ngờ tam ca. Nghi ngờ tam ca phân thây đại ca ta. Còn nghi ngờ hắn giết đại ca ta. Đây không thể nào. Tam ca kính nể đại ca ta nhất. Năm đó lúc hắn còn làm thủ hạ Nhếp ra, anh ta đã rất tán thưởng hắn. Lúc hạ táng đại ca ta, hắn khóc thương tâm như vậy. Sau khi Nhếp Minh Quyết qua đời, nếu không phải do hai vị nghĩa đệ của huynh trường này nâng đỡ, Thanh Hà Nhếp Thị chỉ sợ còn bùn nhão chẳng đắt nổi tường hơn lúc này. Kim Quang Giao vẫn khá là chú ý đến Nhếp Hoài tang Nhếp Hoài tang nói giúp hắn, trái lại cũng không khó hiểu. Nói thật, ngay cả ấn tượng của bản thân ngụy Vô Tiện đối với Kim Quang Giao cũng không xấu. Có lẽ nguyên nhân ở xuất thân. Kim Quang Giao cư xử với người ngoài vô cùng khiêm tốn, hòa nhã, là kiểu người không đắc tội với ai. Ai ở chung với hắn cũng đều cảm thấy thoải mái yên tâm. Làm hi thần than thở. Ta hiểu bởi vì một số nguyên nhân mà không ít người đều hiểu sai về hắn rất nhiều. Nhưng A Giao tuyệt không phải là người như thế. Trong minh thất, mọi người thoáng chốc đều im lặng. Một số nguyên nhân, ai cũng biết nhưng cũng không ai nói ra. Con trai kỹ nữ, đồ trộm cắp. Quãng thời gian khi nhiếp Minh Quyết còn sống chính là lúc Thanh Hà nhiếp thị dưới sự quản lý của hắn như mặt trời ban trưa. Thành thế ép thẳng Lan Lăng Kim Thị. Cái chết của nhiếp Minh Quyết đối với Lan Lăng Kim Thị, tự xưng vua của trăm nhà, kim quang giao thượng vị tiên đốc có giúp ích rất lớn Tẩu hỏa nhập ma phát điên mặt chết trước mặt mọi người nhìn như không có kẽ hở không thể làm gì khác ngoài đáng tiếc nhưng sự thật nào lại đơn giản như vậy Ngụy vô tiện nói suy đoán cuối cùng vẫn chỉ là suy đoán ta thấy không bằng thế này đi tháng sau không phải la Lang kim thị lại muốn làm thanh đàm hội sao ta có một kế sau khi ra khỏi minh thất Ngụy vô tiện nói với lam vong cơ Quan hệ giữa ca ca ngươi với Kim Quang Giao đúng là tốt thật. Hắn không nói cho Kim Quang Giao những gì chúng ta nói trong minh thất hồi nãy chứ. Lam Vong Cơ lắc đầu. Hắn sẽ không. Dù quan hệ tốt, hắn cũng là người của cô Tô Lam Thị, có nguyên tắc của mình. Đã tạm thời áp chế oán khí của tứ chi và cơ thể, vết ác chớ trên đùi Nguyễn Vô Tiện đã rút đi hơn nửa. Mà mấy tên tu sĩ bị cắn trả lúc chiêu hồn trong minh thất với Lam Khải Nhân lúc trước cũng đã gần tỉnh lại rồi. Lam Hy Thần với Lam Vong Cơ đến thăm lão. Ngụy Vô Tiện thì đã quyết định không gặp cái lão bảo thủ kia nữa, nên hắn lại bắt đầu nhàn rỗi, lúc lắc khắp vân thâm bất chi xứ. Tiêu phí cả buổi, Ngụy Vô Tiện đến bãi cỏ tìm con lửa hoa của hắn. Bên cạnh tiểu bình quả là mấy chục cục lông trắng trắng tròn tròn. Lần này trái lại nó đã chung sống hòa bình với tụi nó, không kêu gào làm người ta ghét nữa, chỉ lo vùi đầu ăn cỏ, chăm chăm chỉ chỉ nhóp nhép quay hàm. Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, nhiều thỏ như vậy, chẳng biết hai con thỏ được mà mình đưa lam chạm hồi trước có còn ở đây không nhỉ chắc là không còn rồi nếu còn chỉ sợ đã thành tinh hắn nghĩ trong lòng như thế cúi đầu mải miết tìm con hắn quen nhất trong đống thỏ ai ngờ mấy con thỏ này đều rất không thích dáng vẻ của hắn vừa thấy hắn tới gần liền lăn đi tản ra bốn phía toàn bộ đều quay mông về phía hắn nhảy tới trước càng trốn ngụy vô tiện càng muốn bắt đuổi theo hai con thỏ chạy một đường người nhà họ lam đi ngang qua ai cũng nhìn hắn có trách cứ có bực mình không vui ngụy vô tiện chỉ đành phải thả chậm tốc độ tà tà đuổi theo đuổi rồi đuổi hắn đi tới cạnh một vùng phong lan nhìn thấy một tảng đá xanh trong lòng kêu lên sao lại tới đây nữa rồi chính là con suối nước lạnh kia có chết không cơ chứ làm vong cơ lại ở bên trong để trần nửa người trên trắng nõn tóc đen thật dài xõa trước ngực nhìn hắn mặt không chút cảm xúc Đến cả thỏ ngụy vô tiện cũng không đuổi nữa Vội hò một tiếng nói Sao trùng hợp thế Lần nào cũng đúng lúc gặp người ở đây Đúng không thật là ngại quá Miệng hắn nói thì ngại thật Mắt lại không dàn nổi mà quét về phía gần ngực Lam Vong Cơ Chỗ dấu ấn màu đỏ sợm kia Lam Vong Cơ không nói gì Nhằm chỗ nước suối lạnh lẽo mà lặn Hai con thỏ kia nhảy đến cạnh bờ suối nước lạnh Ngụy vô tiện không tiện đi tới bắt lại nữa Đành phải lui ra ngoài Đi trên con đường đá một đoạn bỗng dưng hắn phản ứng lại. Ngại quái gì nhỉ? Chẳng phải đều là đàn ông cả sao? Rốt cuộc ngại cái chỗ quái gì? Sao mình phải lùi bước? Như tìm được cho mình một cái cớ, Ngụy Vô Tiện lập tức xoay người, quyết định quay trở lại quấy rối Lam Phong Cơ. Ai ngờ Lam Phong Cơ đã mặc quần áo xong, bước ra khỏi bụi phong lan rồi. Hai con thỏ kia đi theo bên chân y, Lam Phong Cơ khom lưng nhấc chúng nó lên, bồng trong khuỷu tay. Mặt y trông vẫn có hơi lạnh nhạt, nhưng động tác trên tay lại dịu dàng đến cực điểm. Ngón tay thon dài, gãi gãi cầm một con thỏ. Con thỏ kia lắc lỗ tai thật dài, nghiêng đầu sang chỗ khác, cặp mắt như viên hồng ngọc híp thành một đường thẳng. Ngụy Vô Tiện tè nhạt chán phèo nói, không để ý tới ta, chỉ để ý đến ngươi, thật là biết nhận chủ. Làm vòng cơ liếc mắt nhìn hắn, đặt một con thỏ vào trong lòng hắn. Ngụy Vô Tiện cười hì hì nhận lấy, kéo kéo lỗ tai của nó, nói, không thích ta, ghét ta Mày trốn đi, có trốn nữa cũng không trốn khỏi lòng bàn tay ta đâu Nên cứ ngoan ngoãn mà thích ta đi Con thỏ kia uốn tới ẹo lui Trong khuỷu tay ngụy vô tiện Ra sức ngọ nguậy ngụy vô tiện túm nó chọc một hồi Đến trước cửa tĩnh thất Mới thả con thỏ đã bị hắn vò đến độ lông trắng dối bời ra Bước vào phòng Lại là một vùng mát mẻ và hương thơm nhàn nhạt, nhạt quanh quẩn Hắn đi vào chung với Lam Vong Cơ Cứ như chuyện đương nhiên Lam Vong Cơ nói Trong phòng có thiên tử tiêu Ngụy Vô Tiện ồ một tiếng, hắn lết tới chỗ trộm rượu lần trước, sau cái chiếu trên giường lên là tấm ván gỗ, vẫn còn nghĩ ngợi. Lúc làm chạm uống say lần trước, từng thật thà trả lời mình, nói y không hề lén lút uống thiên tử tiếu trong phòng. Vậy y giống đống thiên tử tiếu này làm gì? Không phải là đặc biệt giữ lại cho mình uống đó chứ? <laughs> mình thiệt là sao chẳng biết xấu hổ thế này quá. Nguyễn Vô Tiện vậy mà lại lén vui vẻ một hồi vì cái suy nghĩ vô liêm sỉ, ngông cuồng tự đại đáng buồn cười này. Làm vòng cơ bị đôi vai run run của hắn hấp dẫn sự chú ý. Sao vậy? Nguyễn Vô Tiện quay đầu lại nghiêm mặt nói, không sao hết, ta vui vẻ. Làm vòng cơ không nói gì nữa, cúi đầu ngồi bên án thư, cầm lấy một quyển sách. Nguyễn Vô Tiện suy nghĩ tiếp, mình có nên hỏi y vụ dây buộc chán không ta? Lỡ đâu y thẹn quá hóa giận đuổi mình ra ngoài luôn thì sao đây? Cơ mà mình đã làm sàng làm bậy như vậy lâu rồi Y vẫn không hề tức giận Đủ thấy sức kiềm chế ngày càng tốt Chắc là có ồn ảo thêm nữa Cũng chẳng giận đâu nhỉ Không đúng, mình không nên hỏi Y Mà là phải giả vờ mình không biết dây buộc tóc có ý nghĩa gì Như vậy lần sau còn có thể cố ý kéo nữa Nếu như Y tức lên Mình lại vô tội nói mình không biết Người mà không biết thì không có tội mà ấy ra Sao mình lại xấu xa thế này nhỉ Mình còn có thể xấu xa hơn chút nữa mà Nghĩ đi nghĩ lại, hắn lơ đãng mở một vỏ ra, nhấc lên ngửa đầu uống một hớp rồi lập tức phì phun hết ra ngoài. Lam Phong Cơ đặt cuốn sách xuống, nói, lại làm sao? Ngụy Vô Tiện xua tay, không sao không sao. Hắn vừa nói không sao, vừa đặt cái vò này trở lại, mặt đầy suối quẩy, đổi một vò khác. Lần trước lúc hắn uống trộm xong, cố ý đổi nước vào trong. Nghĩ đợi tới lúc Lam Vong Cơ uống mớ nước trong này, sẽ hù cho y nhảy dựng ai ngờ run rùi làm sao cái vỏ nước trong này lại được chính hắn uống vào thiệt là tự cầm đá mà đập chân mình từ sau lúc trở về mỗi lần hắn muốn trêu chọc lam vong cơ kết quả lúc nào cũng đều như vậy hết rốt cuộc thì chuyện gì đang diễn ra vậy nhỉ Mời các bạn tiếp tục đón nghe tiểu thuyết Đa Mỹ Tiên Hiệp Ma Đạo Tổ Sư của tác giả Mạc Hương Đồng Khứu Tại kênh youtube Kể Chuyện Đêm Khuya Hội thanh đàm của Bách Gia trên đài Kim Lân Nháy mắt đã tới Tiên phủ của các đại thế gia hầu hết đều xây ở nơi non xanh nước biếc Mà đài Kim Lân của Lan Lăng Kim Thị Lại tọa lạc ở chốn phồn hoa nhất trong thành Lan Lăng Con đường chính dẫn đến đài bái phòng Là một liễn đạo dài đến hai dặm men theo sườn núi chỉ mở ra phục vụ những dịp lễ lớn như khai tiệc hay tổ chức hội thanh đàm. Theo quy tắc của Lan Lăng Kim Thị, đường này không được phép đi nhanh. Hai bên liễn đảo đầy những bức tranh và phù điêu rực rỡ đều là sự tích hay trong cuộc đời của các gia chủ và danh sĩ Kim Gia. Trên đường đi sẽ có môn sinh Lan Lăng Kim Thị vừa điều khiển xe vừa giải thích giành mạch. Trong đó, gia chủ đương nhiệm là Kim Quang Giao chiếm giữ bốn bức tranh bắt mắt nhất theo thứ tự là truyền mật, phục sát, kết nghĩa ân uy nội dung đương nhiên là bốn cảnh kim quang giao vào nằm vùng kỳ sơn ôn thị truyền tin tức ra ngoài trong trận chiến xạ nhật ám sát gia chủ ôn thị là ôn nhược hàn giai thoại tam tôn kết nghĩa và sau khi lên ngôi tiên đốc kim quang giao cho thi hành tiên đốc lệnh họa sĩ rất giỏi nắm bắt thần thái nhân vật thoạt nhìn chỉ thấy tinh xảo mà không có gì quý hiếm nhưng quan sát kỹ một chút lại phát hiện hình vẽ kim quang giao trên tường dù là vào thời điểm ám sát từ sau lưng, mặt mũi nhốm đầy máu tươi, thì đôi mắt chân mày vẫn cong cong, ẩn chứa ba phần ý cười ôn nhu và chân thành, khiến da đầu người ta khẽ co giật. Ngay sau Kim Quang Dao chính là bức bích họa của Kim Tử Hiên. Thông thường, gia chủ muốn cường điệu quyền uy tuyệt đối đều ra sức giảm bớt số bích họa của các danh sĩ ngang hàng, hoặc là đổi sang một vị họa sĩ tài nghệ kém hơn ít chút để bức họa của mình không bị lấn át. Đối với hành vi này mọi người ai cũng ngầm hiểu mà không nói ra, coi như có thể thông cảm. Nhưng Kim Tử Hiên cũng chiếm bốn bức họa Lại còn đứng ngang hàng với gia chủ Kim Quang Giao Chàng trai trong tranh khôi ngô tuấn tú Thần thái sáng sủa ngạo khí bức người Nguyễn Vô Tiện xuống xe Dừng chân trước bức bích họa đó Ngắm nhìn một lúc Làm vòng cơ cũng dừng lại Lặng lặng chờ hắn Cách đó không xa có môn sinh mời Cô Tô Lam Thị mời vào từ chỗ này Lam Vong Cơ bảo Đi thôi Ngụy Vô Tiện lặng lặng đi theo y vừa lên đài kim lân sẽ thấy một quảng trường lát đá rộng rãi người qua lại như mắc cửi những năm gần đây Làn lăng kim thị đã xây cất tân trang vô số lần phô trường cỡ này còn hơn xa cảnh tượng nguyễn vô tiện từng thấy năm xưa cách quảng trường một quãng xa chín bậc như ý nâng lên một tu di tọa bằng cẩm thạch bên dưới ngôi hán điện khí thế hùng vĩ với tầng tầng mái hiên dựa lưng vào đỉnh núi ngạo nghễ nhìn xuống dưới chân kim tinh tuyết lãng tụ lại thành một biển hoa Kim tinh tuyết lãng chính là hoa huy trên da văn của lan lăng kim thị, vốn là một loài hoa mẫu đơn trắng, phẩm tướng cực tốt. Hoa đẹp, tên cũng đẹp, cánh hoa có hai tầng, bên ngoài là một tầng cánh lớn, lớp lớp cánh hoa như sóng tuyết giạt rào. Bên trong là tầng cánh hoa nhỏ hơn, tinh tế, mỹ lệ, trổ từng sợi nhị hoa tơ vàng, rực rỡ như sao kim. Một đóa đã lộng lẫy vô song, đây lại còn là hàng nghìn hàng vạn đóa đua nhau nở rộ. Cảnh tượng tráng lệ như thế, há có thể ca tụng bằng lời. Phía trước quảng trường chia ra vài con đường lớn Liên tục có các gia tộc tiến vào Ngay ngắn trật tự gọn gàng đâu ra đấy Mặt lăng tô thị mời vào từ bên này Thanh hà nhiếp thị mời vào từ bên này Vân mộng giang thị mời vào từ bên này Giang trường vừa lộ diện Đã ném ra hai cái mắt liếc sắc lẻm Đi tới hờ hững chào Trách vô quân hàm quang quân Lam Hy Thần cũng gật đầu đáp Giang Tông Chủ Hai người đều không yên lòng chào hỏi vài câu lấy lệ Giang Trừng lại hỏi Trước kia ta chưa bao giờ gặp Hàm Quang Quân Ở hội thanh đàm trên đài Kim Lân Sao lần này lại có hứng ghé chơi Lam Hy Thần và Lam Vong Cơ đều lặng thinh không đáp Cũng may Giang Trừng vốn không thật tâm hỏi câu này Ánh mắt đã chuyển sang Ngụy Vô Tiện Dùng khẩu khí giống như bất cứ lúc nào Cũng có thể phun ra một thanh phi kiếm Xuyên qua người hắn Nói Ngày xưa hai người ra ngoài chơi Hình như cũng không bao giờ mang theo kẻ rảnh rỗi vô tích sự lần này xảy ra chuyện gì mà lại phá lệ thế đây là vị danh sĩ tài giỏi nào liệu có thể giới thiệu cho giang mẫu biết được không đúng lúc này chợt nghe một người cười nói nhị ca sao huynh không nói trước cho ta biết vòng cơ cũng muốn đến chơi chủ nhân của đài kim lân liễm phương tôn kim quang giao đích thân ra đón lam hy thần nhìn hắn mỉm cười làm vòng cơ cũng gật đầu chào hỏi với hắn riêng ngụy vô tiện lại tỉ mỉ quan sát vị tiên đốc thống lĩnh bách gia này Kim Quang dao có gương mặt rất ưu thế Sắc da trắng ngần Mi tâm điểm một vẻ chu sa Đôi người đen trắng rõ ràng Linh hoạt mà không tùy tiện Tướng mạo vô cùng sạch sẽ lanh lợi Bảy phần tuấn tú, ba phần nhạy bén Khóe miệng chân mày lúc nào cũng ẩn chứa ý cười nhàn nhạt, nhạt Nhìn qua đủ biết Là một nhân vật thông minh khéo léo Một gương mặt như thế đủ làm phụ nữ vui vẻ Lại cũng không khiến đàn ông phản cảm và cảnh giác Người già cảm thấy hắn đáng yêu Trẻ nhỏ lại cảm giác hắn dễ gần cho dù không thích cũng sẽ không căm ghét, cho nên mới nói rất có ưu thế. Tuy vóc dáng hơi nhỏ một chút nhưng lại thắng ở khí độ ung dung. Đầu đội mũ ô sa mềm, thân mặc lễ phục của lan Lăng kim thị, trên ngực áo dài cổ tròn là gia huy, tức một đóa kim tinh tuyết lãng nở rộ. Hắn đeo thắt lưng cửu hoàn đi giày lục hợp, tay phải nặng nề đè lên bội kiếm bên hông. Động tác này toát ra một luồng uy thế, không thể xâm phạm. Kim Lăng bám theo sau Kim Quang Giao Cậu ta vẫn không dám một mình đến gặp Giang Trừng Nấp sau Kim Quang Giao Làm bẩm chào Cứu cữu Giang Trừng đanh giọng quát Ngươi còn biết gọi ta là cữu cữu à Kim Lăng vội vàng kéo vạt áo sau của Kim Quang Giao Kim Quang Giao dường như chính là một người sinh ra để hóa giải mâu thuẫn Nói ấy Giang Tông Chủ A à, Lăng đã biết sai từ lâu rồi Mấy ngày qua nó sợ ngày phạt đến nỗi không buồn ăn cơm Trẻ con bướng bỉnh, ngài thương nó nhất, đừng so đo với nó mà kim lăng vội nói phải 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 có tiểu thúc làm chứng đấy mấy ngày nay cháu không ăn ngon miệng giang trừng mỉa ăn không ngon miệng à thần sắc tươi tỉnh thế này e là cũng chẳng thiếu ăn bữa nào kim lăng còn muốn cãi chợt liếc mắt nhìn đến ngụy vô tiện đứng sau lưng lam vong cơ ngạc nhiên vô cùng bột miệng hỏi sao ngươi lại tới đây ngụy vô tiện đáp đến ăn trực kim lăng giận dỗi ngươi còn dám vác mặt đến đây à chẳng phải ta đã cảnh kim quang giao xoa xoa đầu kim lăng đẩy cậu ta ra đằng sau cười nói được rồi đến chơi tức là khách đài kim lân cái gì không dám nói riêng cơm nhất định đủ ăn hắn quay sang nói với lam hy thần nhị ca mọi người ngồi trước ta sang bên kia xem xét một lượt tiện thể gọi người thu xếp cho vong cơ lam hy thần gật đầu bảo không cần phiền phức quá đâu kim quang giao đáp chuyện này sao lại gọi là phiền phức nhị ca đến chỗ ta còn khách sáo làm gì đúng là chỉ cần gặp ai đó một lần kim quang giao đều có thể ghi nhớ tướng mạo tên tuổi tác và danh hiệu của đối phương xa bao nhiêu năm đến khi gặp lại vẫn có thể gọi ra một cách chuẩn xác đồng thời còn nghênh đón hỏi han ân cần thái độ hết sức thân thiết nếu như đã gặp hai lần trở lên hắn sẽ nhớ rất rõ sở thích lẫn sở ghét của đối phương dẫu là việc lớn hay nhỏ đều cố gắng nhắm vào những cái mà người ta thích tránh đi những cái người ta ghét Lần này, do làm Vong Cơ đột ngột đến Đại Kim Lân, Kim Quang Giao vốn cũng không chuẩn bị cho hắn bàn tiệc riêng, nay lập tức đi đặt mua một cái mới. Sau khi bước vào sảnh đấu nghiên, ung dung đi men theo tấm thảm mềm màu đỏ. Bên cạnh những chiếc bàn nhỏ bằng gỗ đàn hương kê hai bên, đều có một thị nữ xinh đẹp, đeo vòng ngọc phỉ thúy đứng hầu. Ai nấy mỉm cười khéo léo trang nhã, bộ ngực đầy đặn, vòng eo uyển chuyển, dường như không chịu nổi một cái ôm. Vóc người họ hao hao nhau, hợp lại thành một tổng thể đẹp đẽ mà hài hòa. Ngụy Vô Tiện thấy gái đẹp thì không thể ngăn mình nhìn thêm vài cái. Sau khi ngồi xuống, trong lúc thị nữ kia rót rượu, hắn nhếch miệng với nàng nói: "Đa tạ. Anh ngờ cô gái kia giống như bị dọa, lén lén liếc trộm hắn một cái, rồi lại liên tục nhìn lảng đi, né tránh ánh mắt hắn." Ngụy Vô Tiện ban đầu cảm thấy hơi kỳ kỳ, rồi bỗng hiểu ra, quét ánh mắt ra xung quanh một lượt, quả nhiên không chỉ có một ánh mắt quỷ dị của nàng ta, mà gần như quá nửa môn sinh Lan Lăng Kim Thị đều nhìn hắn với sắc mặt không thoải mái. Hắn tạm thời quên mất, đây là đài Kim Lân, chính là nơi Mạc Huyền Vũ quấy rối đồng môn rồi bị đuổi ra ngoài. Ai mà ngờ hắn còn dám ngây ngang chơi chẽn quay về, hơn nữa còn ngồi chung ở mâm thượng khách với cô Tô Lam Thị song bích. Ngụy Vô Tiện nhích nhích người về phía Lam Vong Cơ, thì thảo gọi, Hàm Quang Quân, Hàm Quang Quân. Lam Vong Cơ hỏi, gì thế? Ngụy Vô Tiện nói, nơi này hẳn là có rất nhiều người quen biết Mạc Huyền Vũ, Ngươi không thể rời khỏi ta Bằng không nếu lát nữa Có ai đó muốn ôn chuyện cùng ta Ta cũng đành tiếp tục tán nhăng tán cuội Giả ngây giả dại Đến khi đó lỡ làm mất mặt ngươi Cũng xin đừng trách ta nha Làm vòng cơ liếc hắn một cái Cất giọng nhàn nhạt, nhạt Chỉ cần ngươi không chủ động trêu chọc người khác là đủ Bây giờ Kim Quang Giao dắt theo một cô gái Mặc hoa phục Hai người chậm rãi bước vào điện Cô gái này cử chỉ tuy đoan trang Nhưng thần sắc lại ẩn chứa cảm giác ngây thơ hồn nhiên dung mạo tú lệ, phảng phất nét khờ dại. Nàng chính là chính thất phu nhân của Kim Quang Giao, nữ chủ nhân của Đài Kim Lân, Tần Tố. Bao nhiêu năm nay, hai người là một cặp phu thê ân ái, cử án tề mi, tương kính như tân, tiêu biểu trong huyền môn Bách Gia. Mọi người đều biết, Tần Tố xuất thân từ gia tộc Nhạc Lăng Tần Thị, phụ thuộc Lan Lăng Kim Thị, mà gia chủ của Nhạc Lăng Tần Thị, Tần Thương Nghiệp, là bộ hạ cũ nhiều năm đi theo Kim Quang Thiện. Tuy Kim Quang Giao là con trai của Kim Quang Thiện, nhưng vì xuất thân của mẹ hắn hai người vốn cũng không môn đang hội đối cho lắm nhưng năm ấy trong cuộc chiến xạ nhật tần tố được kim quang giao cứu do đó sinh lòng cảm mến thủy trung không rời không bỏ khăng khăng đòi gả cho hắn cuối cùng trở thành một đoạn giai thoại lương duyên mà kim quang giao cũng không phụ nàng dẫu ngồi trên ngôi vị tiên đốc nhưng tác phong khác biệt một trời một vực với phụ thân năm xưa chưa bao giờ nạp thiếp lại càng không dính líu đến bất kỳ nữ tử nào khác điểm này khiến rất nhiều tông chủ phu nhân vô cùng hâm mộ Lúc này đây, Ngụy Vô Tiện nhìn Kim Quang Dao nắm tay phu nhân suốt dọc đường, thần sắc cử chỉ đều mười phần ôn nhu săn sóc, hình như còn lo lắng nàng không cẩn thận đụng vào thềm ngọc. Thầm nghĩ, lời đồn quả nhiên là thật. Sau khi hai người ngồi xuống ghế chủ, buổi tiệc cũng chính thức bắt đầu. Ngồi bên dưới bọn họ chính là Kim Lăng, vênh mặt ưỡn ngực, đưa mắt nhìn sang Ngụy Vô Tiện, liên tục trợn mắt với hắn. Ngụy Vô Tiện xưa nay đã quen bị người ta vây xem, từ đầu đến cuối điềm nhiên như không trong suốt bữa tiệc, nên ăn thì nên ăn, nên uống thì nên uống, chỉ nghe trong sảnh đấu nghiên rộn ràng tiếng khen ngợi, tình thế hết rất tốt. Đến chiều yến tiệc tan, hội thanh đàm ngày thứ hai mới chính thức bắt đầu. Mọi người túm năm túm ba rời khỏi sảnh đấu nghiên, các môn sinh chỉ đường đến phòng khách cho các vị gia chủ và danh tu. Thấy Lam Hi Thần hình như có tâm sự chồng chất, Kim Quang Dao có lẽ muốn hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn vừa mới đi tới mở miệng gọi một câu nhị ca thì đã có một người xông lại hô một câu xé gan xé ruột tam ca kim quang giao bị hắn đâm sầm vào suýt nữa phải lùi lại vội vàng đưa một tay lên đỡ mũ rồi hỏi hoài tang làm sao thế có gì từ từ nói ta nghe một gia chủ mất hết thể thống như thế dĩ nhiên chỉ có thanh hà nhất thị hỏi một không biết ba rồi mà hỏi một không biết ba lại còn say rượu thì càng chẳng ra thể thống gì Nhếp hoài tăng mặt mũi đỏ bừng Bám lấy hắn không tha van nài Tam ca ơi Đệ phải làm sao bây giờ Huynh có thể giúp đệ một lần được không Đệ xin hứa đây là lần cuối cùng Kim Quang Giao nói Chuyện lần trước ta đã tìm mấy người giải quyết giúp đệ rồi còn gì Nhếp hoài tăng khóc như mưa như gió Chuyện lần trước đã giải quyết xong Lần này lại nảy ra việc mới Tam ca đệ phải làm sao bây giờ Đệ không muốn sống nữa Nhìn bộ dạng không thể nói rõ trong chốc lát của hắn Kim Quang Giao đành phải bảo A à Tố, nàng về phòng trước đi. Hoài tang qua đây, chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống rồi nói. Đệ đừng vội. Hắn đỡ nhiếp Hoài tang ra ngoài. Nửa đường gặp Lam Hy Thần qua xem kết quả. Cũng bị nhiếp Hoài tang uống đến say mềm kéo theo luôn. Tần Tố thi lễ với Lam Bong Cơ, nói. Hàm Quang Quân, hình như đã rất nhiều năm ngài không đến Lan Lăng tham gia hội thanh đàm. Lần này nếu có chỗ nào chiêu đãi chưa chu đáo, xin được thứ lỗi. Giọng nàng mềm mại, quả là một mỹ nhân khiến người ta phải yêu mến. Lam Phong Cơ gật đầu tỏ ý đáp lễ. Ánh mắt tần tố chuyển sang ngụy vô tiện. Do dự dây lát rồi khẽ nói. Vậy ta xin cáo lui. Rồi lui xuống cùng thị nữ. Ngụy vô tiện nghi hoặc hỏi. Trên đài kim lân, ánh mắt mọi người nhìn ta đều rất quái lạ. Mạc huyền vũ rốt cuộc đã làm gì? Lên cơn tỏ tình trước mặt mọi người. Vậy thì có gì đặc biệt chứ? Người lan lăng kim thị đúng là hiểu biết hẹp hòi. Làm phong cơ nghe hắn tán hưu tán vượn, chỉ lắc lắc đầu. Nguyễn Vô Tiện nói, "Ta đi tìm người hỏi thăm, Hàm Quang Quân, ngươi để mắt đến Giang Trừng giùm ta, tốt nhất hắn đừng đến tìm ta, mà lỡ có đến, ngươi hãy giúp ta giữ chân hắn một lát." Lam Vong Cơ nói, "Đừng đi xa." Ngụy Vô Tiện đáp, "Được rồi, nếu đi xa, đến tối sẽ gặp lại ngươi trong phòng." Ánh mắt hắn quét một lượt từ trong ra ngoài sảnh đấu nghiên, vẫn chưa thấy người muốn tìm, thầm nghĩ, quái lạ thật. Sau khi tách ra khỏi Lam Phong Cơ, hắn tìm mãi tìm mãi Đến khi đi ngang qua một tòa đình Trong hòn non bộ ở một góc vườn hoa Bỗng có người nhảy ra nói Này ngụy vô tiện thầm nghĩ Ha tìm được rồi Hắn xoay người cất giọng âm u Này cái gì mà này không lễ phép gì cả Lần trước khi chúng ta chia tay Vẫn còn thân thiết lắm cơ mà Lần này gặp lại sao nữa tuyệt tình đến thế Ngươi làm con tim ta nhói đau Kim lăng toàn thân nổi ra gà quát Mau ngậm miệng lại cho ta Ai thèm thân thiết với ngươi chứ Chẳng phải từ lâu ta đã cảnh cáo ngươi Không được phép đeo bám người nhà chúng ta rồi à Sao ngươi còn dám quay lại Ngụy vô tiện đáp Trời đất chứng giám ta vẫn luôn ngoan ngoãn đi theo hàm quang quân Thiếu điều bảo hắn cầm sợi dây thừng Chói chặt ta vào người hắn ấy. Con mắt nào của ngươi trông thấy ta đeo bám người nhà ngươi Đeo bám cứu cứu người ấy à Rõ ràng là hắn đang đeo bám ta cơ mà Kim Lăng nổi giận Ngươi cút mau Cứu cứu ta chỉ hoài nghi ngươi thôi Ngươi bớt tán nhăng tán cuội đi Đừng tưởng ta không biết Ngươi vẫn chưa hết tà tâm Muốn Đúng lúc này, bốn bè truyền đến mấy tiếng hò hét, trong vườn hoa bỗng dưng nhảy ra bảy tám thiếu niên, mặc da bào lăn lăng kim thị, Kim Lăng lập tức ngậm miệng. Bảy tám người này chậm rãi đến gần bọn họ, thiếu niên cầm đầu chạc tuổi Kim Lăng, vóc dáng lại vạm vỡ hơn một chút nói: "Ta còn tưởng mình hoa mắt thì ra đúng là hắn." Nguyễn Vô Tiện trò trò vào mình. "Ta ấy à?" Thiếu niên kia đáp: "Không phải ngươi thì là ai?" Mặc Huyền Vũ, ngươi còn mặt mũi nào trở về? Kim Lăng cao mày nói Kim Xiển, ngươi đến đây làm gì? Chỗ này không có chuyện của ngươi Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ Ái chà, hẳn là một anh bạn cùng vai vế với Kim Lăng Hơn nữa xem tình hình này Rõ là một đám bạn không hợp với Kim Lăng cho lắm Kim Xiển vạc lại Không có chuyện của ta, chẳng lẽ có chuyện của ngươi Ta muốn làm gì ngươi quản được chắc Nói đoạn đã có ba bốn thiếu niên tiến lên Hình như muốn chế ngự Ngụy Vô Tiện Kim Lăng bước chéo sang một bước Che trước mặt Ngụy Vô Tiện, nói Đừng làm bậy Kim Siển nói Làm bậy cái gì Ta giáo huấn một tên môn sinh không biết chừng mực nhà chúng ta Thì có làm sao Kim Lăng hừ một tiếng Tình ngủ đi Hắn đã bị đuổi ra khỏi cửa từ lâu rồi Căn bản không còn là môn sinh nhà chúng ta nữa Kim Siển hỏi Vậy thì đã sao Câu vậy thì đã sao này Nói ra hết sức hùng hồn Làm ngụy vô tiện nghe mà há hốc miệng Kim Lăng đáp Đã sao à Người quên hôm nay hắn đến cùng ai rồi hả Người muốn giáo huấn hắn Trước đó có dám đi hỏi hàm quang quân không? Ba chữ hàm quang quân vừa thốt ra, đám thiếu niên lập tức tái mặt. Dù Lam Vong Cơ không có ở đây, cũng không ai dám hoanh hoang nói ta không sợ hàm quang quân thế này thế kia. Nghẹn họng nửa ngày, Kim Xiển mới mở miệng. À, Kim Lăng, trước kia ngươi cũng rất ghét hắn cơ mà. Sao hôm nay bỗng dưng trở mặt? Kim Lăng đáp trả. Ngươi đào đâu ra lắm câu thừa thãi vậy? Ta ghét hắn hay không thì liên quan gì đến ngươi? Kim Xiển lại hỏi. Kẻ này không biết liêm sỉ quấy rối liễm phương tôn Ngươi còn bênh hắn à Ngụy vô tiện cứ như bị một tia sét xanh đánh trúng người Quấy rối ai cơ Liễm phương tôn Liễm phương tôn nào Kim quang dao ấy hả Hắn tuyệt đối không thể ngờ Người bị mạc huyền vũ quấy giày đeo bám Lại chính là liễm phương tôn Kim quang dao Bên này hắn còn chưa kịp hoàn hồn Bên kia kim xiền và kim lăng Ném qua ném lại vài câu Không hiểu sao lại muốn đánh nhau rồi Hai bên vốn dĩ đã ngứa mắt nhau từ trước Giờ châm lửa là cháy Kim Lăng nói Muốn đánh thì cứ đánh Ta sợ các ngươi chắc Một tên thiếu niên nói Đến đây Dù sao lúc đánh nhau Nó cũng chỉ có thể gọi một con chó đến giúp Kim Lăng đang định huyết sáo Nghe được câu này đành miễn cưỡng nghiến răng quát Ông đách thèm gọi tiên tử đến Vẫn có thể tay không đánh các ngươi sấp mặt Tuy cậu ta quát vô cùng khí thế Nhưng dù sao hai quyền khó địch bốn tay Đánh nhau cũng đành lực bất tỏng tâm bắt đầu có dấu hiệu liên tục bại lui chẳng mấy chốc đã bị ép đến trước mặt ngụy vô tiện kim lăng thấy hắn còn đứng ngây ra như phỗng thì giận điên người ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì ngụy vô tiện bỗng tóm lấy tay cậu ta kim lăng còn chưa kịp kêu la gì đã cảm nhận được một luồng sức mạnh không thể nào kháng cự truyền đến cổ tay thân thể mất tự chủ quỵ xuống ngã nhào cậu nổi giận gào lên người muốn chết hả Hắn đột ngột ra tay đẩy ngã kim lăng Đang che chở cho hắn Làm đám kim xiển nhất thời đều ngơ ngác Ngụy vô tiện lại nói Hiểu chưa Kim lăng cũng nghẹt mặt Cái gì Ngụy vô tiện lại xoay một cái hỏi Học được chưa Kim lăng cảm thấy một cơn đau tê tái Truyền từ cổ tay ra khắp thân thể Lại kêu to một tiếng Trước mắt cậu ta hiện ra động tác cực nhanh Cực tinh vi của hắn vừa rồi Ngụy vô tiện nói Ta làm lại một lần nữa Nhìn cho kỹ vừa hay có một thiếu niên xông lên ngụy vô tiện một tay chắp sau lưng một tay nhanh nhẹn tóm lấy cổ tay hắn nháy mắt đã quật ngã thiếu niên kia xuống đất lần này kim lăng nhìn thấy rất rõ vị trí dâm dầm đau trên cổ tay cũng cho cậu biết nên đẩy một luồng linh lực vào huyệt vị nào cậu nhảy cưỡng lên đáp với tinh thần phấn chấn ta biết rồi tình thế đảo ngược trong nháy mắt một lát sau trong vườn hoa đã vang lên một tràng tiếng những thiếu niên kêu la gào thét và thở hổn hển cuối cùng kim xiển hô lớn kim lăng Người hãy đợi đấy Bảy tám người thiếu niên kia Thua chạy tả tơi Để lại một chàng tiếng mắng chửi Kim Lăng lại đứng đằng sau bọn họ Cất giọng cười như điên Đợi cho cậu ta cười thỏa thích rồi Ngụy Vô Tiện mới nói Sao mà vui thế Lần đầu tiên đánh thắng à Kim Lăng đáp Hử Đơn đả độc đấu xưa nay ta đều thắng Nhưng cái tên Kim Xiển này Lần nào cũng kéo bè kéo lũ đến giúp Thật vô liêm sỉ Ngụy Vô Tiện đang định nói Người cũng có thể tìm nhiều người đến giúp đánh nhau không nhất định là đơn đả độc đấu có khi chỉ là thi xem ai đông người hơn thôi nhưng nghĩ lại thì kim lăng mấy lần ra ngoài đều đi một mình không có con em cùng tuổi trong gia tộc đi theo chỉ sợ căn bản không có ai đến nhờ giúp bèn thu lời lại kim lăng hỏi này làm sao ngươi biết chiêu này Ngụy vô tiện không chút ngại ngùng quẳng trách nhiệm lên đầu lam phong cơ đáp hàm quang quân dạy ta kim lăng không hề tỏ ra nghi ngờ Trái lại, cậu ta đã tận mắt thấy khăn buộc chán của Lam Phong Cơ thắt lên tay Ngụy Vô Tiện, chỉ lầm bầm trong miệng. Ngày ấy còn dạy ngươi chiêu này cơ à? Ngụy Vô Tiện đáp, dạy chứ, nhưng đây chỉ là mẹo vặt. Ngươi xài lần đầu, chúng nó chưa thấy bao giờ nên hiệu quả còn tốt, nhưng xài nhiều sẽ bị phá giải, lần sau không đơn giản vậy đâu. Sao nào, có muốn theo ta học thêm vài chiêu nữa không? Kim Lăng liếc hắn một cái, không nhịn nổi nữa. Sao ngươi lại làm vậy chứ? Tiểu thúc thúc của ta xưa nay đều khuyên ta Ngươi lại còn suối bẩy ta Ngụy vô tiện đáp Khuyên ngươi ấy à Khuyên ngươi cái gì Không nên đánh nhau Phải chung sống hòa thuận với người ta hả Cũng gần gần như thế Ngụy vô tiện tiếp Đừng nghe lời hắn Ta đã bảo ngươi rồi Mai sau trưởng thành Ngươi sẽ phát hiện ra Người mình muốn đánh ngày càng nhiều Nhưng lại càng phải miễn cưỡng chung sống hòa thuận với họ Cho nên nhân lúc ngươi còn nhỏ Muốn đánh ai cứ đánh cho sướng tay đi ở tuổi ngươi mà không đánh lộn vài lần thật oanh liệt Thì cuộc đời cũng không hoàn chỉnh Sắc mặt kim lăng dường như có chút mong chờ Mà ngoài miệng vẫn khinh khỉnh Người nói lung tung cái gì thế Tiểu thúc thúc cũng chỉ muốn tốt cho ta thôi Nói xong chợt nhớ ra Trước đây Mạc Huyền Vũ coi Kim Quang Giao như thần thánh Tuyệt không dám nói Kim Quang Giao sai nửa câu Thế mà bây giờ lại dám nói đừng nghe lời hắn Lẽ nào hắn thật sự không hề có ý đồ không ăn phận với Kim Quang Giao Ngụy Vô Tiện nhìn ánh mắt của cậu ta, đã đoán ra 89 phần 10, sảng khoái nói: "Xem ra ta không giấu nổi ngươi, phải, ta đã yêu người khác." Kim Lăng cạn ngôn. Ngụy Vô Tiện cất giọng vô cùng biểu cảm: "Trong những ngày xa nhau, ta suy nghĩ nghiêm túc thật lâu, cuối cùng phát hiện, thật ra, Liễm Phương Tôn tuyệt đối không phải kiểu người ta thích, cũng không hợp với ta lắm." Kim Lăng lùi hai bước, Ngụy Vô Tiện lại tiếp: "Trước kia là ta không nhìn rõ trái tim mình." Nhưng gặp được hàm quang quân Ta đã xác định rõ Hắn hít một hơi thật sâu Nói Ta không thể rời xa hắn Ta không muốn bất cứ ai ngoại trừ hàm quang quân Khoan đã người chạy cái gì Ta còn chưa nói hết đâu Kim lăng kim lăng Kim lăng xoay người chạy như điên Nguy vô tiện đằng sau gọi vài tiếng Mà cậu ta thậm chí còn không dám ngoái đầu lại Hắn dương dương tự đắc Thầm nghĩ lần này Kim Lăng hẳn sẽ không còn hoài nghi, hắn vẫn giữ tâm tư khó nói với Kim Quang Giao nữa. Ai ngờ quay đầu lại Chỉ thấy giữa ánh trăng Bạch y như xương người như tuyết Ở phía sau cách hắn không đầy ba trượng Lam vong cơ đang nhìn hắn Với sắc mặt bình thản Ngụy vô tiện không nói nên lời Nếu đổi lại là hắn mới trở về Những lời lẽ đáng thẹn gấp 10 lần Hắn cũng dám nói thẳng ra trước mặt Lam Vong Cơ Nhưng giờ đây bị Lam Vong Cơ nhìn một cái Không ngờ hắn lại phá lệ Sinh ra chút liêm sỉ nhỏ nhoi Mà suốt hai kiếp hắn chưa bao giờ có Ngụy Vô Tiện nhanh chóng đè nén chút liêm sỉ hiếm có, thản nhiên đi tới như không có gì. "Hàm Quang Quân, người đã đến rồi. Người biết không, hóa ra Mạc Huyền Vũ bị đuổi xuống đài Kim Lân là vì quấy rối Kim Quang Giao Chẳng trách, những ánh mắt nhìn ta đều chất chứa tâm sự một lời khó nói hết." Làm Vong Cơ lặng thinh không đáp, xoay người sánh vai đi cùng hắn. Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi và Trạch Vô Quân đều không biết chuyện này." Hơn nữa, căn bản đều không nhận ra Mạc Huyền Vũ xem ra từ đầu đến cuối chuyện này đã bị lan lăng kim thị che kín như bưng rồi vậy là có thể giải thích thông suốt mạc huyền vũ dù sao cũng có huyết mạch của tâm chủ nếu kim quang thiện không muốn đứa con trai này thì đã chẳng đón hắn về nếu chỉ đơn thuần là quấy rối đồng môn thì cùng lắm chỉ giáo huấn vài câu là được không đến nỗi đuổi ra khỏi cửa nhưng nếu người bị quấy rối là kim quang giao thì lại khác hắn không chỉ là liễm phương tôn mà còn là anh em khác mẹ của mạc huyền vũ đúng là Đúng là một vụ tai tiếng cực lớn, không thể không chặt đất gốc rễ. Mà muốn chặt đương nhiên không thể đem liễm phương tôn ra khai đao nên chỉ có thể đuổi Mạc Huyền Vũ. Ngụy Vô Tiện nhớ lại lúc trước khi gặp nhau trên quảng trường. Kim Quang Giao hoàn toàn không tỏ thái độ gì cả, luôn cười cười nói nói, dường như không hề nhận ra Mạc Huyền Vũ. thầm nghĩ người này quả nhiên lợi hại. Mà thái độ của Kim Lăng lại không thể giấu được. Sở dĩ cậu ta tỏ ra vô cùng căm ghét Mạc Huyền Vũ, e rằng vì ghét đoạn tụ thì ít, mà vì Mạc Huyền Vũ quấy giày tiểu thúc thúc của mình thì nhiều. Nghĩ đến Kim Lăng, Ngụy Vô Tiện lặng lẽ thở dài, làm vòng cơ hỏi, làm sao thế? Ngụy Vô Tiện đáp, Hàm Quang Quân, ngươi có để ý không? Mỗi lần Kim Lăng đi săn đêm đều độc lai độc vãng, đừng bảo có Giang Trừng đi theo nó, cậu ruột không tính. Mấy mấy tuổi rồi mà bên cạnh không có lấy một đứa bạn ngang vai phải lứa đi theo tiền hô hậu ủng. Trước kia chúng ta làm vong cơ khẽ nhíu chân mày quý vô tiện thấy vậy lập tức sửa lời được rồi là ta ta trước kia ta trước kia nào phải như thế làm vong cơ cất giọng nhàn nhạt, nhạt đó là ngươi không phải ai cũng như ngươi nguyễn vô tiện nói nhưng trẻ con đều thích trốn não nhiệt thích đông người mà hàm quang quân ngươi nói xem thằng nhóc kim lăng này có phải rất không hòa đồng trong gia tộc không có lấy một người bạn vân mộng giang thị thì thôi khỏi nói ta thấy đám tiểu bối lăn lăng kim thị hình như cũng chẳng ai chơi với nó vừa rồi còn đánh một trận lẽ nào kim quang giao không có lấy một đứa con trạc tuổi nó chơi với nó à lam phong cơ nói kim quang giao từng có một đứa con trai bị người ta làm hại chết yểu từ bé Ngụy vô tiện ngạc nhiên đứa bé ấy chính là thiếu chủ đài kim lân làm sao có thể bị người ta hại lam phong cơ đáp đài quan sát Ngụy vô tiện nói người kể đi thì ra trước đây khi kim quang giao xây dựng đài quan sát số người phản đối dĩ nhiên rất nhiều cũng đắc tội một số gia tộc. Trong số những người phản đối có một vị gia chủ tranh luận không thắng, lại sinh lòng ác độc sát hại con trai duy nhất của Kim Quang Giao với phu nhân Tần Tố. Đứa bé này tính tình ngoan ngoãn, được vợ chồng họ hết lòng yêu thương. Trong cơn bi phẫn, Kim Quang Giao đã trừ tận gốc gia tộc này, trả thù cho con. Mà Tần Tố đau lòng quá độ, từ ấy trở đi không sinh nở thêm lần nào nữa. Trầm mặc hồi lâu, hắn nói, tính cách của Kim Lăng hễ mở mồm là đắc tội người, hễ ra tay là đâm trúng tổ ong cảnh nghi nhà ngươi nói nó là đại tiểu thư quả thực không hề sai mấy lần trước nếu không có hai ta che chở thì bây giờ mạng nó cũng chẳng còn giang trừng căn bản không phải người biết dạy trẻ còn kim quang giao nhớ lại lần này vì sao họ đến kim lân ngụy vô tiện lại đau đầu xoa nắn huyệt thái dương phía bên kia làm vòng cơ luôn lặng lặng nhìn hắn không lên tiếng an ủi mà thủy trung vẫn lắng nghe hỏi gì đáp nấy ngụy vô tiện bảo Thôi không nói nữa, chúng ta về phòng trước đi. Hai người trở lại căn phòng khách mà Lan Lăng Kim Thị chuẩn bị cho bọn họ. Gian phòng cực kỳ rộng rãi xa hoa, trên bàn còn bày một bộ ly rượu tinh xảo ôn nhuận bằng sứ trắng. Ngụy Vô Tiện ngồi xuống một bên, thường ngoạn mấy cái chén, mãi đến khuya mới bắt đầu hành động. Hắn lục tung căn phòng, lục ra một tờ giấy trắng và một cây kéo, cắt vài cái được một mảnh giấy hình người. Mảnh giấy hình người này chỉ dài bằng ngón tay người lớn, có một cái đầu tròn tròn tay áo cắt rộng thùng thình tựa như hai cánh bướm người vô tiện lại lấy bút trì từ trên bàn vẽ vài nét rồi quẳng bút đi nâng ly rượu nhấp một ngụm ngả lưng xuống sập nhỏ một lát mà người giấy kia lại đột ngột chấn động run rẩy vài cái hai ống tay áo rộng đưa thân thể nhẹ bẫng bay lên tựa như hai cánh chim nhẹ nhàng đậu xuống bờ vai lam vong cơ làm vong cơ nghiêng đầu nhìn người giấy ở bà vai mình người giấy lập tức bồ nhào vào mặt y Men theo đó trèo lên trên Leo thẳng đường đến dây buộc chán Lôi lôi rồi lại kéo kéo Thích thú không rời cái mảnh dây buộc chán này Làm vòng cơ mặc kệ tờ giấy hình người này Uốn éo trên dây buộc chán của y một lúc Rồi duỗi một tay ra Định lấy hắn xuống Người giấy thấy thế vội vã sột soạt tuột xuống Không biết vô tình hay là cố ý Cây đầu đụng nhẹ vào bờ môi y một thoáng Dừng một chút Hai ngón tay làm vòng cơ cuối cùng cũng nắm lấy nó Nói đừng có quậy Người giấy nhũn nhẽo cuộn người một cái quấn lấy ngón tay thon dài của y. Một lát sau, mấy người giấy này mới lén lén lút lút chuồn ra khỏi khe cửa của gian phòng. Làn lăng kim thị, phòng giữ nghiêm ngặt, nếu như muốn lục soát, một người lớn sống sờ sờ ra đó đương nhiên không cách nào ra vào thoải mái. Cắt giấy hóa thân mặc dù xài tốt, nhưng thời gian pháp thuật hiệu quả có hạn. Hơn nữa, sau khi phái đi, người giấy nhất định phải còn nguyên mà quay về, không được có chút xíu tổn thương nào. Nếu như giữa đường quay về bị người ta xé rách hoặc lấy bất cứ hình thức nào đó phá hủy, hồn phách cũng sẽ phải chịu tổn thương như nhau. Ngụy Vô Tiện nhập vào cơ thể người giấy, khi thì dán sát vào vạt áo của một người tu sĩ, lúc thì áp người đi qua khe cửa, chốc chốc lại mở hai tay áo ra. Ngụy Trang thành một mảnh giấy phụn bay lượn trên không trung như bướm, rốt cuộc cũng nhìn thấy cửa sổ tẩm điện của Kim Quang Giao Hắn bay đến bên rìa cửa sổ, dốc sức một chập mới hì hục chui vào trong từ cửa sổ. Tầm điện của Kim Quang Giao và Kim Lân Đài cùng một phong cách, nguy nga tráng lệ, bày biện rất nhiều, từng lớp màn che rủ xuống đất, khói thơm khẽ nhả ra từ mấy chiếc lư hương thủy thú. Trong xa hoa mang theo cảm giác chán trường, vừa biếng nhác vừa ngọt ngào. Tiện người giấy bay tới bay lui trong tầm điện, tìm tòi coi có chỗ nào đáng ngờ hay không. Bỗng nhiên, con mắt to vẽ ở đằng trước nhìn thấy một chiếc chặn giấy làm bằng mã não. Chiếc chặn giấy này đang đè lên một phong thư. Trên bìa của bức thư này không viết tên của bất cứ ai, cũng chẳng có hoa văn con dấu nào Nhưng nhìn độ dày rõ ràng không phải chỉ một phong thư Tiện người giấy thẩm nghĩ Có gì đó kỳ lạ Hắn đập đập tay áo hạ xuống mép bàn Rất muốn nhìn xem rốt cuộc Thì ở trong phong thư này bỏ thứ gì Nhưng khi hai tay hắn Túm bức thư kéo ra ngoài rìa Kéo hồi lâu cũng vẫn không nhúc nhích Hiện giờ cơ thể của hắn là một người giấy nhẹ tênh Vốn chẳng thể di chuyển nổi Chiếc chặn giấy mã não nặng trịch này Tiện người giấy đi quanh chiếc chặn giấy mã não vài vòng hết đùn lại đá nhảy nhảy đập bàn làm thế nào nó vẫn cứ bất động hắn đành phải tạm thời bỏ qua rồi kiểm tra coi còn chỗ nào đáng nghi hay không chính vào lúc này cửa tầm điện bị người đẩy hé ra trước hay sau đầu của người giấy đều vẽ một đôi mắt bởi vậy đều có thể nhìn thấy rõ hình trước lẫn sau của phương hướng hắn vừa cảm thấy có người bước vào thoát cái vụt xuống bàn dán vào góc bàn không nhúc nhích người tiến vào là một nữ tử khá là thanh tú xinh xắn hơn nữa nguyễn vô tiện cũng quen là một nữ tử của tiên môn vọng tộc vậy mà lại là thê tử của kim quang giao tần tố ngụy vô tiện nghĩ thầm tầm điện của kim quang giao cũng là tầm điện của tần tố nàng bước vào phòng của mình sao lại phải căng thẳng như thế còn lén lén lút lút nữa chứ tần tố như rất sợ bị người phát hiện nhìn láo liên ra ngoài lúc này mới dè dặt đóng cửa khẽ nhấc váy đi vào một tay còn bụng ngực hệt như tim đập rất nhanh sắp nhảy ra khỏi lồng ngực vậy Nàng tới cạnh bàn, nhìn thấy phong thư bị chiếc chặn giấy mã não đè lên, cũng không bất ngờ nhưng mặt lại lộ vẻ đấu tranh do dự, đưa tay ra rồi lại rụt về, cuối cùng vẫn là cắn răng một cái, cầm lấy bức thư bóc mở, lấy mấy tờ giấy bên trong ra bắt đầu xem. Ngụy Vô Tiện rất muốn đọc chung tờ giấy kia nhưng hắn không thể tùy tiện bay ra, nếu như chỉ bị Tần Tố phát hiện cũng còn tốt, hắn có thể đối phó, nhưng lỡ đâu Tần Tố thét lên, gọi những người khác tới, nếu tờ giấy này bị chút tổn thương nào hồn phách của hắn cũng sẽ phải gánh chịu lây dưới ngọn đèn tần tố nhúc nhích môi đọc thầm lá thư đó ban đầu vẻ mặt vốn đoan trang tú lệ nay đã sắp nhăn nhúng cái tay nàng ôm tim nọ co giật nắm chặt lấy phần áo trước ngực một tay khác đã run rẩy đến sắp cầm không nổi lá thư ngụy vô tiện thầm nghĩ rớt xuống đây rớt xuống đây bỗng nhiên giọng của kim quang dao vang lên trong tầm điện a à tố nàng đang làm gì tần tố quay phát đầu lại điện người giấy dán sát vào góc bàn không thể để lộ quá nhiều tầm mắt bị chặn mất một phần chỉ nghe kim quang giao dường như đi đến gần đây một bước nói nàng đang nắm thư gì trong tay giọng điệu của hắn dịu dàng dễ thân cứ như không phát hiện bất cứ việc gì khác thường không thấy bức thư lạ trong tay tần tố cũng không thấy khuôn mặt nhăn nhúm của tần tố chỉ đang hỏi một việc nhỏ không quá quan trọng tần tố cầm thư trong tay không trả lời kim quang giao lại nói ta nghe người ta nói nàng có vẻ khó chịu Đi tìm khắp nơi, hóa ra nàng trở về tẩm điện Sao vậy? Giọng điệu của hắn cực kỳ quan tâm Tần Tố dơ thư lên Có người nói với ta, trở về có thể nhìn thấy bức thư này Thứ viết trên đây có phải là thật không? Kim Quang Giao bật cười a à Tố, nàng không đưa thư cho ta thì sao ta biết trên đó viết cái gì Rồi sao mà biết có phải thật hay không? Tần Tố đưa thư cho hắn xem Chàng nói ta biết đi có phải là thật không? Vì để nhìn rõ lá thư đó Kim Quang Giao lại đi về phía trước một bước Lúc này mặt hắn mới lộ ra dưới ánh đèn Hắn lướt mắt đọc bức thư trong tay tần tố Một cách cực nhanh Như nhìn qua cho có Vẻ mặt không có bất cứ thay đổi nào Ngay cả một chút trột dạ cũng không Mặt tần tố thì gần như rít lên chẳng nói đi chứ, nói đi Nói mau, nói đây không phải sự thật Tất cả đều là lời bịa đặt gạt người Kim Quang Giao nói với giọng bình tĩnh Đây không phải sự thật tất cả đều là lời bịa đặt gạt người là lời vô căn cứ có ý hãm hại tần tố khóc ròng chàng gạt ta trên đó đã nói rõ rõ ràng ràng việc gì cũng viết chàng còn gạt ta ta không tin kim quang giao thở dài một hơi nói a tố là nàng bảo ta nói như vậy mà ta đã nói như vậy thật rồi nàng lại không tin thật làm ta khó xử tần tố vứt thư lên người hắn ôm mặt trời ơi trời ơi người người thật sự người thật sự quá đáng sợ sao ngươi có thể Sao có thể Nàng nói không được Ôm mặt lùi sang một bên Vịn cây cột thình lình nôn mửa Nàng nôn đến cào sẽ tim gan Như muốn nôn cả nội tạng ra ngoài Ngụy vô tiện thầm nghĩ Trên lá thư đó viết những gì Kim Quang Giao giết người phân thây Không đúng nếu như vậy Tại sao Tần Tố lại phải nôn mửa Hệt như trông thấy thứ gì đó khiến nàng rất ghê tởm vậy Kim Quang Giao nghe tiếng nàng nôn mửa Im lặng ngồi xồm xuống Nhặt mấy tờ giấy rơi loạn trên đất Tiện tay cầm lên Mồi chút lửa từ đèn cừu tràn liên để chúng nó chậm rãi cháy rụi, nhìn cho tàn từng chút từng chút một rơi xuống đất. hắn nói với chút buồn bã. A tố nàng và ta đã làm vợ chồng nhiều năm, vẫn luôn hòa hợp tôn trọng lẫn nhau. Là một người chồng, ta tự hỏi mình đối đãi với nàng rất tốt. nàng như vậy thật sự làm tim ta rất đau. Tần tố nôn không ra thứ gì nằm trên đất nghẹn ngào. người đối đãi với ta rất tốt, người đối đãi với ta rất tốt. nhưng ta thả rằng trước đến nay đều không hề quen ngươi. thảo nào từ sau khi từ sau khi ngươi đã không tiếp tục, ngươi làm ra chuyện như thế còn không bằng dứt khoát giết ta đi. Kim Quang Giao nói, A à Tố, trước khi nàng biết chuyện này chẳng phải chúng ta vẫn sống rất tốt hay sao? Hôm nay nàng biết, nàng mới buồn nôn, cảm thấy khó chịu. Có thể thấy đây vốn cũng chẳng có gì, đều là do lòng làm hại mà thôi. Tần Tố lắc lắc đầu đau thương nói, nể tình chúng ta làm vợ chồng bấy lâu, xin ngươi hãy nói thật lòng. A à Tùng, A à Tùng nó chết như thế nào? A à Tùng là ai? kim quang giao kinh ngạc a à tùng sao nàng lại hỏi ta như vậy a à tùng bị người ta hại chết người hại chết nó ta cũng đã xử lý báo thù rửa hận cho nó rồi nàng nhắc tới nó làm gì tần tố nói ta biết nhưng sau khi đọc bức thư này bây giờ ta nghi ngờ những việc trước đây ta biết đều là giả kim quang giao chậm rãi tháo dây nút buộc dưới mũ gỡ chiếc mũ ô sa mềm xuống đặt nó lên bàn bản thân thì ngồi cạnh bên mặt lộ vẻ mệt mỏi nàng đang nghĩ gì vậy chứ A Tùng là con trai ta Nàng cho rằng ta sẽ làm gì Nàng thà tin một bức thư cũng không chịu tin ta ư Ngụy vô tiện thầm nghĩ Hóa ra là đứa con chết trẻ lúc 6 tuổi của Kim Quang Giao Tần tố suy sụp nắm tóc mình giọng the thế Cũng là bởi vì đó là con trai ngươi nên mới đáng sợ Ta cho rằng ngươi sẽ làm gì Đến cả chuyện như thế ngươi cũng làm được Còn có chuyện gì mà ngươi không dám làm Trời ơi Kim Quang Giao Nàng đừng nghĩ bậy bạ Nói ta biết Người bảo nàng đọc bức thư này là ai Tần Tố nắm tóc mình nói Người, người muốn làm gì Kim Quang Giao Người kia có thể viết một bức thư cho nàng Thì sau này cũng có thể viết bức thứ hai Thứ ba, rồi vô số bức khác nữa Gửi cho những người khác Nàng định làm thế nào Mặc cho chuyện này bị người ta lật mặt ra sao À Tố, coi như ta cầu nàng Cầu nàng bất kể là nể tình điều gì Nàng nói cho ta biết đi Người bảo nàng trở về đọc bức thư này là ai mời các bạn tiếp tục đón nghe tiểu thuyết đa mỹ tiên hiệp ma đạo tổ sư của tác giả mạc hương đồng khấu tại những tập tiếp theo trên kênh youtube kể chuyện đêm khuya